Ok, mình đã quay trở lại để mình chơi tiếp. Mình nhớ là cái đoạn nào nhỉ? Mình chẳng nhớ là mình xếp vào cái file nào. Hình như là cái ngày số 3 investigation. Ok, mình để chơi tiếp. Let's go. 3:12 chiều. Ngay buổi chiều đi làm việc luôn thôi nhỉ. Rất là gấp. Em xin lỗi Mr. Rye. Em xin lỗi vì những cái gì mà chị em đã nói á. Thế là chị này thừa nhận là đã giả mạo chứng cứ á. Những cái vụ án nghiêm trọng cần những cái hành vi nghiêm trọng khác à. Đây là just the way it is à? Kiểu cuộc đời là nó như là vậy. Chúng tôi đã làm những cái gì mà chúng tôi phải làm để có thể cho hắn được cái bản án hắn đã xứng đáng phải nhận. Thế là đồng thời là cái này là thừa nhận luôn. Oh my god, no. Nên là mình đã bảo là trong cái game này cái bọn công tố này nó kiểu danh tiếng rất là bựa. Rồi kinh nhờ là bị kiểu danh tiếng nó kiểu chỉ là lừa bịp nạn nhân ở đâu. Sao giả mạo chứng cứ này, nó xoắn lại mấy cái lời khai để có lợi cho nó ấy, hiểu không? Thôi, em đã không biết là vụ EL9 chỉ là một cái tên khác của cái vụ án Joe Darker Killing. Có vẻ như là ai cũng biết về cái vụ án này ngoài mình. Lanner đã muốn là Darker bị bắt. Nên là đây là... đây là lý do tại sao mà cô ấy sử dụng em. Đây là lý do tại sao cô ấy sử dụng những cái gì xảy ra đối với em. What do you mean happened to you? Nó là tất cả ở đây trong cái file này. Trong cái bản giấy đó dài này, nhưng mà mình chỉ cần 3 trang để tóm tắt lại rất là hay. Joe Darker là nạn nhân cuối á. Joe Darker là nạn nhân cuối. Last victim war prosecutor New Mass. Cái nạn nhân cuối của Joe Darker là công tố viên New Marshall. Cậu đã bị giết ở trong when he murdered officer Marshall brother. Con này nó lại nhắc lại là thằng em để lại cái vật chứng rất là quan trọng. What did you do to have so killing? Trong ngày đêm mà công tố viên New Marshall đã bị giết à? Joe Darker đã bị giết em à? What? He tried to kill you? Officer Marshall, brother. Thám tử Marshall lại gì à? Sĩ quan Marshall à? Đó. Sao nó cứ nói cái brother là cái gì nhỉ? Cứ nói New Marshall cho nhanh. New brother đã cố gắng để cứu em này. Ui, lằng nhà. Có nghĩa là yes, em là nhân chứng trong vụ án Joe Darker Trial. Nên là trên thực tế là chúng ta có thể hỏi anh em này. Vụ án này, it happened nên là đến bây giờ mà chúng ta mới biết là cái sự tình của cái dự vụ án này. Nó xảy ra 2 năm trước. Nó là khoảng cái thời gian này có một cái vụ bão tố rất là lớn á. Bất thường ở cái thời điểm này, là em đang ở một mình trong cái phòng của chị em, phòng cái sở phòng ban của chị em. Chúng tôi đã định đi ăn bữa tối đấy cùng nhau khi mà cô ấy làm việc xong. Và bỗng nhiên là một người đàn ông rất là đáng sợ xuất hiện ở văn phòng này. Joe Darker. Có vẻ như là hắn ấy đang chạy trốn một ai đó. Và hắn rút dao ra và chạy đến em. Hét đến em, hét vào em. Em không biết phải làm cái gì này. Ngay lúc đó là công tố viên Marshall xuất hiện.
Sigma Sword cố gắng để bắt em làm con tin. Mà trước khi anh ấy đã làm thế đấy, là anh Marshall là đẩy nó ra, đẩy hắn ra. Và chuyện gì đã xảy ra em không bao giờ quên. Ánh sáng ở đó tính có sấm sét à, có một cái tia sét đã giờ đã chiếu xuống và tất cả cái ánh sáng đã biến mất. Và lúc đấy là cái anh có một tia sét là nó chiếu sáng ngoài cửa sổ và nó hiện rõ tất cả mọi cái thứ trong văn phòng trong một tích tắc. Đó là khi mà em nhìn thấy một cái hình ảnh cháy bỏng vào cái tâm trí của em, đốt nó cháy vào trong tâm trí của em. Permanent picture. Trong em đã nhìn thấy gì trong cái khoảnh khắc đấy? Khoảnh khắc đấy là thằng này nó xiên đâu nè. Dark knock out Mr. Marshall and Ray hit 9. Thằng này nó hạ cái anh công tố ghé xuống, thì nó dơ ra là nó phệt. Thế là anh New Marshall đã bị đâm ngay trước mặt con Emma. Mà anh Texas là mày yếu thế. Sau đó là em đã không nhớ mấy điều gì xảy ra. Có vẻ như em đã bị ngất à. Thế là khi mà em tỉnh lại thì Lana đã đang ôm em à. Poor Emma, you've been through so much. I couldn't bring myself to testify about that. Thế là lúc đấy là em đã không thể làm chứng về cái vụ cái thời điểm đấy. Em đã cố gắng nhưng mà cái từ là ngữ trong họng không thể tuôn ra được. Thế là em vẽ ra bức tranh nhưng mà nó vẫn không có lợi ích gì. 2 năm trước là em tầm 16 tuổi. Thế này là cái này có thể hiểu được. Đây là thằng Phí đang nói đấy. Chung là thôi là bé em còn là con nít chưa biết gì. Khi mà tất cả mọi thứ đã xong là em đã quyết định, em quyết định là lớn lên sẽ trở thành một điều tra viên khoa học. Em muốn chiến đấu lại những cái tội ác sử dụng cái lời khai của em hoặc là cái thông tin của em. Bằng cách này là Lana có thể sẽ không bao giờ phải giả mạo chứng cứ. Anh hiểu rồi. Mình nghĩ là cuối cùng là mình đã hiểu được cái gì làm cho Emma thay đổi. Nhưng mà mình vẫn còn một số cái mà mình chưa hiểu về vụ án ấy. Mình sẽ hỏi after incident. Em không nhớ về cái vụ khoảnh khắc mà Darker đâm Marshall ấy. So you thế là em đã không thể làm chứng đúng không? Không, em đã chỉ được hỏi về cái việc mà khi nào em đã bị tấn công này. Đây là cái lý do mà tại sao Lana lại bịa đặt ra những cái tội ác đấy á. Make up, you mean provide bogus, là cái bằng chứng giả. Văn phòng công tố là muốn là cái muốn chúng ta là có là bắt được cái tội là đạt được cái tội có tội này. Nên là từ đó là Lana sẽ ngụy tạo chứng cứ này và Edward là sử dụng nó. Thế là Edward này cũng dính mà thực sự. Nhưng mà anh biết chắc là thằng này nó không biết về vụ này. Anh ấy chắc chắn là đã không biết. Là anh ấy được đưa cho cái vật chứng giả mạo. Ngay cả thế này. Đây là cái mà bắt đầu xảy ra này. Những cái tin đồn xung quanh Edward này. Đây là cái lỗi của em này.
Nếu mà em có thể làm chứng ấy, thì không có, thì tất cả cái những cái chuyện này đã không xảy ra kìa. Nên là bây giờ mình đã hiểu là một phần nữa của cái vụ án ấy. Thế là trên thực tế là rất là đáng tiếc là Edward đã thực sự cũng thực tế là đã dính líu vào việc làm giả chứng cứ. Sau đó vụ án đã kết thúc và Lana đã thay đổi. Cô ấy trở thành lạnh lẽo và trở thành con người như bây giờ. Cô ấy chắc chắn đã không thể đối mặt với những cái gì cô đã làm này. Đặc biệt với Emma này. Something puzzling này. Có một cái gì đó puzzling, có gì đó làm anh phải suy nghĩ. Đây là cái gì? Em nói là em đã ở cái văn phòng của Lana vào cái đêm xảy ra vụ án á. Chuẩn luôn. Why then the serial killer? Tại sao lại kẻ giết người hàng loạt lại chạy đến đấy làm gì ạ? Bên cạnh đó là hắn lại còn bị đuổi bởi một công tố viên à? Cái này không có cái điều bí ẩn gì cả. Joe Drucker đã bị đã được bắt để hỏi cung vào ngày đấy á. Về lực lượng cảnh sát này. Cái này nó xảy ra ở cái sở cảnh sát này. Thế là hắn đã cố gắng chạy trốn á, ra hành lang à. Through the interview à, trong cái buổi phỏng vấn á. Through the interview à. Lúc đó là chạy vào văn phòng của chị của em. Nhưng mà tại sao hắn lại chạy tuốt đến tận phòng của chị của em? Bởi vì cái phòng detective office và cái phòng cái gì? Hỏi cung à? Là ngay ở bên cạnh cái thang máy ấy. Across from the elevator, but Lana was the chief prosecutor was she? Nhưng mà Lana là hồi đấy là cái gì? Công tố trưởng à? Có phải không? No. Em không kể cho anh sao, 2 năm trước là Lana là thám tử à? Cô ấy là điều tra viên tốt nhất trong cả cái lực lượng. What? Đây là rất là mới đối với tôi này. Thế là hồi xưa là Lana kia là kiểu là thám tử, điều tra viên. After the Joe Drucker, sau cái vụ án The Joe Drucker này. Thế là cô ấy chuyển sang cái văn phòng công tố á. Và trở thành công tố viên trưởng. À quên, là trưởng phòng công tố à, trưởng công tố trưởng cái gì ấy. Thế là cô ấy trở lại detective. Nên là mình chắc là mình phải đi nói chuyện riêng với cô ấy. Nên là một lần nữa lại là cái khám phá rất là lớn của cái vụ này. Chắc mình sẽ đi chỗ Detention Center nhỉ? Lana, Peter Wright, it seems I keep causing your trouble. Falsify evidence. Tôi đã không nghĩ là cô là loại người như thế. Bọn tội phạm sẽ không chơi chơi đẹp thì tại sao chúng ta phải làm thế? Nhưng mà Lana, you are wrong, chị đã sai. Một cái người vô tội đã có thể phải chịu chịu tội oan à? Hãy tin tôi, hãy tin chị. Chị hiểu được cái risk. Emma đã kể cho em về chị. Là chị đã thám tử 2 năm trước này. Và cái vụ án DL9 SL đó. SL9 là cái lý do mà chị chuyển sang phòng công tố đấy. Chuẩn luôn. Could you feel me? Chị có thể kể em về cái thông tin chi tiết à? Đặc biệt là cái việc chuyển giao công việc là bất bình thường. Chị nghĩ là em có quyền để biết về cái thông tin này à? Mình sẽ hỏi chị này có vẻ hợp tác phết.
Hỏi cái gì là nói thì không hỏi thì không sao, nhưng mà hỏi là phải nói. A lot of revision. Có rất nhiều điều đã được chỉ ra, đã được khám phá ra ở cái buổi sửa ngày hôm nay. Sự thật là cái cây này, Lally Connector, là cái vụ án này có vẻ như là liên quan đến vụ án của 2 năm trước này. Vụ án trong cái két là đã bị lấy trộm. Chị cũng đã dự đoán là như vậy. I know how upset. Chị biết là thám tử Maso là người như thế nào đấy. That really wasn't fair. Cái vụ xả này là thực sự không công bằng đúng không? Chị này vẫn không nói gì à? Em đã tin vào chị. Em đã tin là dù bất kỳ như thế nào chị luôn là bám vào cái sự thật này. Em đã nhầm. It could be hell em mà. Ở cái vụ án 2 năm trước là chị đã bán linh hồn của mình để cho ác quỷ. The fact the matter is, hãy bỏ qua tất cả cái drama. Cái sự thật là 5:15 là có một vụ giết người ở sở cảnh sát. Hãy kể cho em là đây là không phải sự thật, Lana. What we need Mr. say. Về cái việc mà chị đâm Goodman dùng dao này, Lana, em không hiểu tại sao chị lại không nói với em à? Em mà cái này là sẽ this doesn't involve just me. Cái vụ này là không chỉ liên quan đến chị à? Mình chưa nghĩ là đã thấy là Lana look so faded à? Faded à, càng nhìn lại càng xinh. Kiểu gái như là chị đã sinh là góc nào chị cũng sinh, mẹ cha. Nên là mấy cái chị sinh là hay bị vào kiểu như là số nó lởm ấy. Kiểu như là sếp của mình thì chết, chị này thì bị tù tội, bây giờ danh chứng cứ này. Đây là sự thật là chị là thành viên của sở cảnh sát 2 năm trước, tư lượng cảnh sát. See what amazing kinh nghiệm. Đứng như này đấy nhé. Poster đứng chụp ảnh. Chúng ta vẫn còn nói về những cái vụ án mà cô ấy và Chip Grant đã phá cùng nhau. Kiểu chị này là đệ cứng của cái ông này, Chip Grant. Ông ấy là cái cảnh sát phó hồi đó. Nhưng mà ông ấy vẫn làm việc ở hiện trường vụ án á. Nói chung là vẫn tham dự phá án. Damon Grant. He everything I aspire to be. Ông ấy là những cái gì mà tôi mong muốn để trở thành. Hiểu là idol. Họ là the best team này. Họ giải quyết tất cả những cái vụ án trước khi mà nó có được cái bản báo cáo nó được viết ra cái bản báo cáo ở hiện trường. Em mà thực sự là đã thần tượng chị của mình. Thế là hồi xưa chị mặc đồ còn đẹp hơn cái này à? Mặc đồ kiểu mỏng ấy, kiểu là con tua ấy. Kiểu như là kiểu là thám tử ấy, detective ấy. Cứ không phải là kiểu mặc đồ kiểu trịnh trọng như bây giờ, nhìn còn hot hơn. Nhưng mà bây giờ là mà trưởng phòng thám tử. Thám tử chị ở đâu? Công tố trưởng. Chuyện gì xảy ra? Tôi lúc nào cũng muốn trở thành công tố đấy. Lý do mà tôi trở thành thám tử bởi vì là để thể lấy được thêm kinh nghiệm điều tra ở hiện trường vụ án á. Thì từ đấy là chị có thể sử dụng cái kinh nghiệm này ở trong tòa. Grant đã giúp trong cái vụ SL9 ấy. Cái này đã rất là quan trọng để có thể có được kết quả tốt à? Kết quả cuối cùng.
Thế là từ đó, từ cái vụ án này, ông ấy trở thành trưởng cảnh sát trưởng. Và lúc đó ông ấy chuyển tôi, là kiểu như ông ấy sắp xếp chuyển tôi ra bên công tố đấy. May I should add more about investigation? The darker investigation. Hai năm trước tôi, chị là second in command of detective investigation. Second in command of the detective. Tuy nhiên là chị này là còn cầm đầu cả cái thằng ấy, good man rồi. Second in command in that investigation, the lead by the Diamond Grand Guard. Chúng tôi là chia sẻ cùng cái văn phòng và cùng một cái vụ án ấy. Kinh quá nhỉ, thân thế. Chúng tôi dẫn dắt cái một cái nhóm mà có những người mà giỏi nhất trong cái lực lượng, thám tử giỏi nhất trong lực lượng, thám tử good man này, và homemaker it were là bao gồm Jack Marshall and Angel Star này. Toàn mấy cái anh thám tử hot này. Đây là cái lần đầu tiên mà Marshall làm việc với em trai của Y Quay Gung Ho. Gần là hổ báo Gung Ho. Là chắc chắn là cái thằng Jack Darker này là kẻ giết người hàng loạt này. Biết thế rồi mà còn để nó chạy mẹ trong này vãi. Thế là từ đấy chúng tôi hỏi, gọi thằng này đến để chất vấn á. Bởi vì chúng tôi đã rất là bí về cái bằng chứng đấy. Đây là nơi mà cái vụ giết người cuối cùng hắn đã diễn ra này. Okay. Công tố viên Marshall đã cố gắng để cứu em from Darker này. The first person who happened upon the scene of the crime. Nên là cái người đầu tiên đến được hiện trường vụ án trên tế là tôi này. First on the scene, wow, này, chị này họ biết hết. Mình không cần phải đưa ra bất kỳ một cái gì, chị khai hết. The Diamond Grand này. Và New Marshall là cái người đã chất vấn Darker ngày đấy. Và cái buổi điều tra đã trong cái giai đoạn cuối ấy. Và lúc đấy Darker là nó bỗng nhiên nó sợ hãi, nó bỏ chạy. Thế mà hai thanh niên kia không nói gì. Thế là hắn đợi cho đến khi mà Grand với Marshall là không để ý ấy. Hắn chạy khỏi phòng này. Từ đấy là hắn chạy đến phòng văn phòng của cảnh sát phó này, Grand và tôi này. Mà nó gặp con này, nó bắt con này. So you are the first person. Cô là người đầu tiên chạy đến cái hiện trường này. Có vẻ là như vậy. Tôi đã phải fill in some paper. Vậy tôi đã phải làm một số cái giấy tờ. Trong khi mà Grand với Marshall đã chất vấn thằng Darker này. Thế đây là cái con dao mà trong cái vụ giết người này. Khi mà tôi trở lại cái văn phòng này, tôi nhìn thấy ba cái xác chết trên ba cái xác ở trên sàn. Nó cũng mùi máu đấy. Ba cái xác này. Công tố viên Marshall này, nạn nhân là Emma, người đã bị ngất này. Và nghi phạm là Joe Darker này. Trong cái quá trình là giằng co này, có vẻ như Marshall đã bị đâm một phát trước khi cậu ấy chết này. Chuck a final blow. Chuck a final blow. Có nghĩa là Mr. Marshall đã đấm một phát này. Đấm một cái cho thằng kinh ngất trước khi nó anh ấy đã bị chết à. Okay. Thằng này nó nói chung là thằng bị đấm mà đi tạm thời là bị ngất ấy. Cô đã làm cái gì? Tôi nói thật là tôi đã hoảng loạn này. Thế là tôi pick up Emma và đưa cô ấy rời khỏi phòng. Tôi không thể blame cô ấy.
Mình không thể trách cô ấy bởi vì đây là em trai của cô ấy. Thế là lúc đấy tôi bắt thằng này ngay lập tức. Tucker, let me get this straight. Chị, tất cả mọi người đã có dính líu đến vụ SL9. Chuẩn luôn. Có vẻ như là một cái sự trùng hợp đúng không? Tôi không thể tin được điều này. Không nên no way invoice mà. Không có cách nào là tất cả mọi người mà dính líu đến vụ án này à? Lại dính líu đến cái vụ án đấy á? Rất by chance. Bằng cái vận và bằng cái số phận này, kiểu đấy. Chắc là kiểu là ý ta là phải bảo là chắc chắn là có cái vấn đề gì. Nhưng mà vụ án này đã kết thúc trong 2 năm rồi. Nhưng mà ý ra là vẫn còn một thằng mà nó tin vào một điều hoang tưởng là cái anh Marshall ấy. Bởi vì là anh ấy đã không tin vào cái vụ án này đã được giải quyết một cách trọn vẹn kiểu kiểu ấy. Officer Marshall, đúng là cái hành động của anh ấy đã làm tôi rất là ngạc nhiên. Kể từ khi anh ấy chết, cậu ấy thay đổi một cách thay đổi hoàn toàn. Em nghĩ là anh ấy đã không thực sự thuyết phục bằng cái phán xét đối với tên lão Joe Tucker. Tucker. Cuộc sống sẽ không kết thúc chỉ vì là sự kết thúc của một vụ án á. Tất cả là phải sống với cả cái ký ức còn lại của họ đến suốt cuộc đời. Cũng đúng. Chuẩn. That case that might not be over yet. Cái vụ án này có vẻ như đã không kết thúc. Chưa kết thúc. Emma đã bị tấn công bởi Darker. Sở cảnh sát. Jet. Cái văn phòng mà cái văn phòng mà Midgrand bây giờ sử dụng là cái văn phòng chief office. Có thể chúng ta sẽ phải đi xe kiểm tra cái văn phòng chief office, cái nơi mà hiện trường vụ án SL9 ấy. Không biết là chị này còn có cái gì mình ấy đâu. Mình hỏi lại chị không? Chị này vẫn không trả lời mình một số cái. Mấy cái này bây giờ là nó gần như là nó chả có liên gì liên quan. Hay là mình present này thôi. Ok, chị này là mình gần như là mình chắc là chị này là gì mà nói. Hay là mình đến chỗ Underground Parking Lot nhỉ? Không ai đây, ngay cả Mista này. But we prove in the court that on the day of the crime, không ai đã bị giết ở trong cái phòng bằng vật chứng á, lúc 5:15 này. Nhưng mà cuối cùng là có vẻ như chúng ta đã làm cho Lana có vẻ như là còn bị có tội hơn bằng việc là làm giả chứng cứ. Nhưng mà ít ra là chị này chưa bị luận tội là giết người. Nên là nó vẫn giữ nguyên hiện trường vụ án ấy. Không biết cái xe này, thằng này khổ nhỉ, cái xe vẫn thể đấy. Mình sẽ lên cái phòng trưởng phòng công tố ấy. Đó. Công tố cao cấp à? Thằng kia nó vẫn đang bị điều tra. Thằng này là quả này nó còn vỡ mặt luôn. Là bị dính líu đến cái vụ 2 năm trước này. Bây giờ việc bằng việc là Lana nhận giả mạo chứng cứ 2 năm trước này. Thằng này bây giờ còn bị điều tra hơn. Từ cái tin đồn này thành sự thật. Đó. Cái này là mình phải đi ra chỗ sở cảnh sát. Police Department mà đúng không? Ông này là cảnh sát trưởng mà, có phải là bên công tố đó. Howdy Bambina này. Hiêu non này, anh này không bị bắt à? Hay nhỉ? Mẹ gặp dính bao tội mà không bị bắt.
phản bội lại đồng đội mẹ không bị bắt à? À, tôi chưa bao giờ tưởng là nghĩ là tôi sẽ được như này khi mà tôi tỉnh lại sáng nay à. Que sera, you'll never know when I let you, bambina. I should know my luck run out when Obili dry up this morning à? Cái gì? What the f... Mình chả hiểu thằng này nói cái mẹ này. Must be hit pet khắc thua. Anh đang đi đâu vậy? Đi đến phòng công tố viên để trả lời câu hỏi thẩm vấn á. It's a voluntary appeal, but we all know. It's a voluntary appearance. Đây bề ngoài là có vẻ như tự nguyện nhưng mà chúng ta đều biết là cái này tôi sẽ không quay lại. Là thằng này chắc sẽ bị sa thải. Hoặc là tệ hơn là nó sẽ bị phải chịu ở trong pháp luật. Nhưng mà cậu không thể vào phòng vật chứng ngày hôm nay, partner. Bất master. Tại sao anh lại làm điều này? Tại sao những cái người vào prospector đi về phương Tây? Before you turn on, would you mind theo trước khi anh đi đầu thú á, hay đi nói chung là bị sa thải, anh có thể nói chuyện tôi chuyện gì đã xảy ra đây. Wow, chúng ta rất là nhiều thanh niên phải hỏi. Có vẻ như chúng tôi sẽ không phải ăn ăn steak ngày hôm nay. Nên là chúng ta sẽ hỏi về vụ Rucker Trial. Có một cái gì đó đã không ổn về cái vụ xử án. It wasn't me or the detective. Không phải là tôi, mỗi mình tôi nghĩ thế mà tất cả các thám tử đã nghĩ vậy. Ý của anh là như thế nào, Fishy? Có một số cái bản report nó không đồng nhất với những cái vật chứng mà tôi có. Ví dụ như là cái vũ khí giết người này. Vũ khí giết người là con dao bấm á. Với cả cái đầu bị gãy này. Cái đấy là của Yoke Ducker. Nhưng mà trong cái vụ án vụ khám miệng từ khi lúc đầu à, có một câu hỏi đã được đặt ra này. Cái con dao, cái đầu của cái con dao là nó không được khớp với cả cái vết thương của nạn nhân à? Cái này có nghĩa là như thế nào đấy? Có nghĩa là có khả năng rất lớn là con dao này không phải vũ khí giết người à? Ồ. Tuy nhiên trong cái bản báo cáo we'll finally submit. In the report that we'll find it something. Nhưng mà trong cái bản báo cáo cuối cùng à, cái khả năng về cái con dao khác đã bị loại bỏ. Nên là đây đặt ra cái câu hỏi là cái vật chứng này có được giả mạo không kiểu. Nên là cái vụ án này nó để lại một cái gì? Cái mình nghe quên cái sẹo trong chơm tất cả chúng tôi kinh nghiệm. Prosecutor Marshall này. I got the look but he got the brain. Tôi thì trông rất đẹp trai nhưng thằng này nó rất là thông minh. Cậu ấy là một trong những công tố viên tốt nhất ở xung quanh đây này. I have the make detective when I went down. Cái gì? Mình chả hiểu là nó đi. Đây là cái vụ án đầu tiên chúng ta cần làm việc cùng nhau này. Cậu ấy bao tuổi à? Em trai của anh à? Cậu ấy là lúc đấy là 29 á. Cái thuở đấy ra. Nên là bây giờ thằng này là 20. À đâu, 27 rồi. Bây giờ thằng này là 29. Anh này là trên 30. Anh, thằng này là anh. Ok.
cậu ấy đã được trao cái giải thưởng cao nhất vào cái ngày đấy, cái khiên ấy, King of Prosecutor ấy. Tôi biết mà. Đây là một cái vinh dự cho công tố viên. Anh Marshall này chắc là phải rất là thân thiết với em trai. Cái ngày xảy ra vụ án á. Đây là cái cùng là cái ngày mà evidence cũng là cái ngày mà chuyển giao bằng chứng á. Rất là hay. It was dipping that morning at our nightfall. Thế là nó mưa rào cả ngày này, và đến tối là nó có bão á. Tôi không thể tin là 2 năm đã trôi qua này. Tôi đã cố gắng để lấy trộm bằng chứng á, để cái vụ án này nó không chết đi. Detective Woodman was murdered and Evan locked and taken. Này vết sẹo. Có cái gì something on the behind that we all knew that happened. Có một cái gì đó xảy ra sau cái vụ án này. Tất cả mọi cái thám tử liên quan đến cái này, sếp One là ngoại trừ One đã bị là ngoại trừ một là đã bị taking off, kiểu như là địa bị kiểu là vứt ra khỏi lực lượng ấy. Bao gồm cả hai đứa này này. Mister đã bị đuổi này. Và tôi đã bị giáng chức này. Và bị phải trông vào một cái phòng bé tí ấy. Thế còn thám tử Woodman thì sao này? Nên nếu mà họ đã làm cái gì về anh ấy thì cái cảnh sát trưởng à, commissioner này, sẽ nghi ngờ à? Cái commissioner này là còn cao hơn nữa. Nên là mình không biết là cái thuật ngữ này là như thế nào, chief of police này, commissioner. Thế là cái họ đã cố gắng để là cái việc này nó không quá rõ ràng. Dây. Ai là người mà anh đang nói đến á? Đừng có buồn Bambina yêu non à. Ý của anh là Damon Grant với cả Lana Sky à? Wow. Thế là anh này kết tội luôn bà chị à? Cuộc điều tra, trưởng cuộc điều tra là Damon Grant và chị phó tướng á, Lana Sky này. Này chị này là từ giờ trước giờ vẫn đeo cái khăn à? Không một ai trong sở cảnh sát là không biết được cái duo này, cặp bài trùng. Cái vụ án đấy là cái bước đệm lớn nhất đến cái sự nghiệp của họ. Sau cái vụ án đấy là chị lại chuyển sang cái võ công tố đấy. Chuẩn. Diamond Grant lại trở thành cái chip of police mới đấy. Thì cô ấy đã không may trở thành cái người người cũ. Tất cả mọi người biết cô ấy đã nói thế. Chief Prosecutor Sky. Cái này thì mình biết rồi, có gì đâu. Sorry Bambina, but her secret is too well guarded. Thế là mình hỏi thằng này nó cũng chẳng có gì mới để mà mình ấy á. Thế là bây giờ cậu đã biết hết rồi đấy. Đây là câu chuyện của tôi. Anh có, cậu có thích không, partner? Có một cái điều mà tôi chắc chắn là tôi đã tìm đến được ở cái phiên tòa hôm nay. Là cái thằng Edward đấy là không phải kẻ thù của tôi. Cậu ấy đã là người sử dụng cái vật chứng giả mạo để đạt được cái guilty verdict. Nhưng mà một ai đó đã đưa cho anh ấy cái vật chứng á, và lên kế hoạch tất cả mọi thứ. Và ai đó là cái Damon Grant này. Nếu mà không tin tôi à, tôi sẽ không trách cậu. Tôi chắc chắn là sẽ không phải là lính tuần tra sau ngày hôm nay. Cắn ấy ra uống hết luôn, kinh ơi.
À, rất là tệ là tôi sẽ không còn xung quanh để làm việc cùng cậu. À đó, cùng em à? Khi mà em trở thành một điều tra viên thực sự. Adios, Bambina. Đúng kiểu mấy cái thằng này. Kiểu như là kiểu là Spanish ấy. Kiểu là hiếc cái gì à? Nó gọi là Hispanic ấy. Đây có là Blue Badger này. Không biết sao Blue Badger lại có cái dấu vân tay trên mặt này. Đây có cái dấu vân tay trên mặt này. That gives you the benefit of the doubt. Từ từ. Nhưng mà mình muốn xem sao lại có cái dấu vân tay trên mặt này. Không biết là mình có thể mình sử dụng cái gì đâu nhỉ? Hay là cái đấy nó đã trước rồi nhỉ? Hay là cái đấy là của Đích Gâm Su sao nhỉ? Thực ra hình như mình nghĩ là cái này nó chả đến quá. Ok, ta cả chả thế về. Mình nghĩ là chúng ta có thể lên được cái phòng Criminal Affairs Desk ấy sao? Và từ đây chúng ta sẽ lên được cái phòng cảnh sát trưởng ấy. Chief, if you looking for the other, they are on conference room. Là mọi người đi họp hết rồi. Là chief này là rất đang ngồi đây nhỉ. Chief bảo và chief bảo detective. Là đây lắm chức vụ đấy. Với là trưởng công tố trưởng đã nói ấy, là cô đã làm cái giả danh chứng cứ ấy. Và cái quyết định về cái vấn đề này ấy. Về cái quyết định phải làm cái gì à? Về Edward à? Hơn thế nữa là còn chưa nói là cái thông tin này trên báo đài à? Và cái vụ xử án ngày mai này. Nên là có rất là nhiều cái điều kinh khủng nó xảy ra. Kiểu scandal ấy. So you'd like to have a look around the chief grand office? That you connect the hallway. Dùng thang máy đi lên trên tầng thượng. Ok. And we will add the police officer or anything. Đúng rồi, cậu mọi cậu không thể lên đấy. Đấy là cái chỗ giới nghiêm. À đâu cái chỗ là limit không thể lên đấy. Này get detect từ get hit unique charm. Còn đợi cái gì chúng ta cứ lên đấy đi. Hay mình cứ lên đấy nhé, chẳng có gì. Phòng của bác này rất là kinh, lại có kiểu áo đàn ấy. Các cái đàn rất là to ấy. Nên là đây là cái, nó có cái theme của bác này là tự nhiên bác kiểu bấm đàn ấy. Kiểu cái đàn rất là to. The chief officially was say. Nên là mấy kiểu là mấy cái kẻ ác nó hay có cái đàn ấy. Kiểu như là trong mấy cái phim như nhà thờ ấy. Kiểu đây là nó cũng có trang trí kiểu nhà thờ ấy. Tôi ạ. Em thường hay take the orca lesson đến kindergarten. They used to call me little meat và back. Nhìn quả đàn này trông ảo ấy. Bác này đã đứng đây rồi. Oh, it's you too, Chip Grant. He pulls up paper he was reading in the deck. Your writer. Em à, cậu có đi bơi gần đây không? À, không, cháu không đi bơi. Cháu dạo này bận lắm. Tôi rất là cảm kích cái điều này. Tôi cũng rất là bận việc làm của Mr. Marshall. And, và cái lời khai của Lana. Provocative statement. Lời khai ấy của Lana. Ý của ông là làm giả chứng cứ á. 2 năm đã xảy ra kể từ cái vụ án đó ấy. Thời gian thật là đã bay như gió. Bay như mây gió. Và nhìn thấy cái bức tranh đó ở đây. Nên
nên là cái bức tranh mà Lana Neil, Lana và Neil Marshall, cái này hồi xưa là nó có cái gươm à, nào nó là cườm kiếm và gươm này. Là anh đã được cái giải thưởng ngày hôm đấy á. Có một cái gì đó không ổn với cái bức tranh này, bức ảnh này. Mình không thể nào, mình chưa hiểu rõ được cái này lắm. Đây là bức ảnh. Trên thực tế là mình nhìn phát mình biết là nó có vấn đề, nó có một số cái nó không bình thường ấy. I like to remind but the matter of that needs my attention. Tôi sẽ phải khóa văn phòng này. Let's go out together. Hãy đi ra ngoài ăn cùng nhau à? Và đây là văn phòng. Đây là hiện trường vụ án 2 năm trước. Cái vụ án đó đã kết thúc à? Không cần phải điều tra nữa. All the same with you. Thằng này vẫn muốn đi lục soát ở đây. Có thể là cậu không nghe tôi nói cái gì à? Tôi nói là không cần phải điều tra một cái gì nữa. Bạn này như kiểu ép cung nhỉ. Chính vì thế hãy đi ra ngoài và đi luôn đây. Tôi sẽ phải có cái buổi họp. Cần phải đi họp. Thế ông này ông đuổi mình ra ngoài à? Có vẻ như cái vụ án đó chưa kết thúc thực sự à? Ý của anh là sao này? Chip Grant là không cho chúng ta yêu cầu là để tìm kiếm cái hiện trường vụ án ấy. Chắc là có gì ông ấy có cái gì muốn giấu ấy. Chắc là phải có lý do là ông ấy có cái gì đó, ông ấy không muốn chúng ta đi soi linh tinh ấy. Ý của anh là đầu mối này. Phải có cách để chúng ta đi vào cái văn phòng của cảnh sát trưởng. Không biết là có cái gì nhỉ? Hay là quay lại cái criminal affair. Hey pal, thám tử Gâm Su. Có vẻ là anh phải đi họp đúng không? I just taking the breeze, my feet hurt.